các bạn, hôm nay công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ giới thiệu cho bạn một ngôi trường tại Singapore chuyên đào tạo về ngành kế toán. Thì học ngành kế toán thì sinh viên sẽ được trang bị những cái kỹ năng nghề nghiệp, bao gồm các kỹ năng xử lý các nghiệp vụ hay là kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống hay là thu thập dữ liệu hay là cung cấp các thông tin về nghiệp vụ kế toán, lập các phân tích cũng như là báo cáo tài chính. Và ngoài ra thì sinh viên cũng được trang bị những cái kỹ năng như là phân tích tài liệu kế toán hay là kế toán theo hướng chuyên sâu, phân tích và trình bày các vấn đề một cách là rõ ràng và logic, có tính sáng tạo cũng như là những cái kỹ năng phối hợp và thực hiện cái công việc trong một môi trường làm việc theo nhóm, cũng như là những cái kỹ năng lãnh đạo và các giá trị đạo đức nghề nghiệp, và từ đó thì nâng cao được những cái khả năng thành công trong môi trường làm việc của kế toán. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn trường đại học James Cook ở Singapore, là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu thế giới về các khóa học khác nhau, và được xếp hạng tiêu chuẩn là đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy. Và trường thì nằm ngay trung tâm Singapore, với những cái phòng học được trang bị hiện đại với phòng máy tính được kết nối internet miễn phí. Thư viện của trường thì phong phú và là một trong những trường đầu tiên vinh dự đạt được chứng nhận EduCert 4 năm, là chứng chỉ cao nhất về giáo dục của chính phủ Singapore. Bên cạnh về chất lượng về giáo dục thì trường cũng chú trọng mang đến cho sinh viên một cái môi trường học tập hiện đại, tiện nghi và vô cùng thú vị. Và trường có trụ sở tại trung tâm thành phố, thuận tiện cho các bạn sinh viên đi lại cũng như là học tập. Và trường nằm cạnh khu thư viện quốc gia cũng như là khu trung tâm mua sắm. Trường được trang bị mọi phương tiện giảng dạy hiện đại nhất, như là hệ thống internet toàn trường với máy tính xách tay cá nhân cho từng sinh viên theo học các khóa cử nhân, đại học hay là thạc sĩ, hệ thống sách chuyên ngành, hệ thống máy chiếu cho từng phần học, và đặc biệt đó là phòng học mà khoa học công nghệ thông tin với lại hệ thống máy tính thiết kế đặc biệt cho từng bàn học. Trường có các phòng sinh hoạt chung, thư viện, canteen và hệ thống máy bán cà phê tự động với giá dành cho sinh viên. Và sinh viên theo học tại trường James Cook Singapore thì có thể tìm thấy được cái sự thoải mái trong cái không khí học tập ở đây, cũng như là bạn bè đến từ các nơi trên thế giới như là từ Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, vân vân, và trong đó có sinh viên Việt Nam. Mọi thông tin thắc mắc về trường cũng như là thủ tục hồ sơ như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến các văn phòng của Tân Đại Dương theo địa chỉ quận nhất, quận 5 hoặc là ở Nha Trang, hoặc có thể gọi điện thoại về số hotline 0838484879 hoặc là 0838 3880.